Một nồi khoai tây thịt bò hầm đã bị đổ trên đường. Chắc nhiều người nhìn thấy cảnh này thì sẽ vô cùng tiếc nuối phải không? Tôi cũng thế nữa. Và thằng bạn của tôi nó cũng không ngoại lệ. Mà thằng bạn tôi nó cũng gửi qua cho tôi xem. Nó cũng vô cùng là tiếc nuối. Và nó đã ước rằng, ước gì tao làm một con chó. Và tôi đã chuẩn bị sẵn đổ cho nó luôn rồi. Mặc đồ thế này là sẽ không ai dám nghi ngờ mày đâu.